trợ nhiệt, có sự hỗ trợ nhiệt tình của MC. Tôi đề nghị mùa sau đổi MC nha. Tôi ngồi trên cái bàn thờ đó rồi phóng cái mặt ra, cái mặt dần dần, cái mặt hết nửa cái màn hình, mà cười thì lớn hơn người ta. Mà... trời ơi, trọt có hồn vậy ông nội? À, như vậy, tay cái tay rung quá. Rung cái gì? Trọt cái đây, cây nó nhọn mà trọt rồi mà muốn là lũng người ta. Cứu ông, tôi chọt chọt nó mà sẽ vô ông không à? Làm như bánh pizza vậy trời. Trừng đi. Anh có ngồi đó, anh ngồi đó. Chưa, chưa có ảo thuật. Cái này không được rồi, mất một miếng rồi. Chưa có ảo thuật, ngồi xuống, đàng hoàng. Cái gì vậy? Bớt hói rồi đó. Bận bộ đồ gì mà, cái gì đâu mà tua rua tùm lum vậy trời. Cái gì? Trời ơi, hôm nay mời ông này từ nước nào tới đây? Chắc có nè cái nè. Rồi, cana capon ale capop ra, chờ chút tôi mời ông kia ra luôn. Tiếp theo mời cái này Trấn Thần. Đây này. Đặt cái nào cái đằng cái này, cái nọc này. Cái gì? Đặt cái đằng cái này, nọc cái này. Lấy cái này nó chọt cái này. Nọc cái này nè. Cái gì? Nắc cái này cái nọc nè. Nắc cái gì có cho lên, nắc cái gì nó cho cái gì? Không hiểu nó. Ủa? Hai người bận đồ cũng giống lắm mà không hiểu nhau hả? Này đảo bên kia. Đảo bên kia, còn ông đảo nào? Tôi bên đảo Đào Hoa. Ồ. Đảo Đào Hoa. Không, không thất công hả? Không. Tôi bình thường thôi. Trời ơi, bình thường mà lạnh quá. Đang đi tìm phương thuốc đặc biệt. Nè, nói thì nói chứ đừng có chọt. Nói mà sao chọt minh họa nữa. Không có. Bị kiên tên cái tay hung quá. Trời ơi, đã cái bệnh tan vậy rồi cầm cái đồ nhọn nữa trời. Đâu có muốn chọt đâu, cái tay. Này, nọc này này. Nọc này tế thần nha, nọc này này nọc đó. Cái gì? Trời ơi, chọt có hồn vậy ông nội? Như vậy, tay cái tay rung quá. Rung cái gì? Chọt cái cây nó nhọn mà chọt rồi mà muốn là lũng người ta. Cứu ông, tôi chọt chọt nó mà sẽ vô ông không à? Làm như bánh pizza vậy trời. Rồi thôi, mời hai ông thần về dưới. Vậy luôn hả? Có sự hỗ trợ nhiệt tình của MC. Tôi đề nghị mùa sau đổi MC nha. Tôi ngồi trên cái bàn thờ đó rồi phóng cái mặt ra, cái mặt dần dần, cái mặt hết nửa cái màn hình, mà cười thì lớn hơn người ta. Chưa có ai cười là đã môi rồi ha. MC gì đâu mà cái trán đã rộng rồi, cái miệng rộng hơn cái trán. Chưa cười mà cười chết ha. Ôi, lấy xe buýt đi về luôn. Không, anh ơi đừng có về, bấm chuông em vòng 2 nữa. Rồi. Thôi kệ. Nào tới mà còn né tôi nói trời, hất hủi tôi vậy. 60 giây. Bắt đầu. Yên tâm, không ai bấm giờ, không sao. Anh buông tôi ra được rồi đó. Bộ anh tưởng anh đẹp lắm hả? Đúng rồi. Anh nhìn lại anh đi. Anh nhìn đi. Bộ anh không có kiến hả? Tóc có thì đã nói đó, thưa có vài cọng thôi. Dĩ mà còn lén phén đi ngoài. Không. Tâm lý đúng như nãy, chân thành mà mắc cười nó mới hay. Vậy em làm lợi anh xóa. Làm lợi, 2, 3. Đau khổ, 2, 3, đau khổ. Tôi không nghĩ anh là con người như vậy luôn á. Đúng rồi. Biết bao nhiêu người đẹp trai, đẹp người ngời vậy đó mà tôi không yêu. Tôi yêu anh, tại vì anh xấu. Tôi cứ nghĩ á, là anh không có phản bội tôi. Đúng rồi. Nhưng không ngờ, anh cũng đua rồi. Đúng rồi. Tôi không biết máu anh là máu gì nữa. 35 hay là ba gì?
Nghĩ sao vậy? Tôi cũng đẹp vậy. Tôi lồng lộ gì đây á? Lồng lộ. Lộ lắm rồi. Đó, bỏ cô chẳng chỉ vì cô lộ thôi. Em lộ. Sao? Có nhiêu đó mà cô cũng hỏi. Trời ơi, sao hồi đó anh nói anh thương em vì em lộ? Ai nói? Tôi nói là tôi thương cô vì cô đứng ở ngoài xa lộ. Vậy hả? Thấy thương. Anh đừng bỏ em đi, coi như anh sống mà. Nói chung là em cũng thích anh mà. Lộ có một chút có sao đâu. Tìm cái ao để giải quyết. Tìm cái ao đi. Đi tìm cái ao đi. Lộ. Tìm cái ao liền tìm đi lộ. Tìm cái ao để giải quyết. Em không có ao, ở đây đâu có ao. Tìm cái ao nhảy xuống đi lộ. Wow. Hay quá Tiến Luật ơi. Thấy không? Dạ. Diễn hài là vậy thôi. Cùng Trấn Thành. Chúng tôi đang tìm kiếm một người. Chúng tôi có một cái hợp đồng, có một cái giao dịch. Tôi thì có một giao dịch với người ta. Thì cậu có thể chỉ giùm. Giao dịch gì? Xin giới thiệu anh, chúng tôi là nhân viên của một tập đoàn hớt tóc lớn. Nếu mà tìm tôi mà nói về chuyện tóc tai là bậy rồi. Thật sự ra anh hiểu lầm rồi. Công ty chúng tôi là một cái công ty tạo ra những loại dịch vụ cắt tóc chuyên dành cho những người ít tóc. Quan cái gì cắt tóc cho người ít tóc mà sao ta? Công ty chúng tôi có những cái dịch vụ cấy tạo, lai giống, cắt ghép, hồi sinh, phát triển, nhân giống, đẩy mạnh, phát triển ưu thế, ưu việt, hồi phục chức năng hư tổn tóc không còn mọc được nữa. Nói chung là hớt tóc dạo. Nhìn cái đầu của anh là gọi như là những cái nhân vật tiềm năng của công ty chúng tôi. Rồi, bắt đầu làm việc thôi. Mày ngồi xuống. Khoan, cái gì cắt tóc thiệt hả? Anh cứ ngồi xuống. Cái gì tào lao vậy trời? Cái gì? Cứ ngồi xuống, anh là MC của chương trình đúng không? Đúng không? Đúng, cái này kéo đó, chọt cho lụng nách đi, cái gì? Mà đúng không? Đúng. Đúng chưa? Đúng rồi phải không? Thì ngồi xuống. Cái này ngồi mà đúng đây không? Rồi thì đúng đó. Đúng rồi. Đó, cái gì nó càng ít thì mình càng trân quý. Trời. Anh cứ ngồi đó, Chưa, chưa có ảo thuật. Cái này không được. Ê, rồi nè, mất một miếng rồi. Chưa có ảo thuật, ngồi xuống, đàng hoàng. Cái gì vậy? Bớt hói rồi đó. Ủa là sao, là tự nhiên là vô đây mình chào hỏi nhau bằng cách lấy tóc ra giỡn hết vậy thôi? Không, người ta nói là cái răng, cái tóc là gốc con người. Tại tôi thấy anh làm MC của chương trình, anh còn phải có một sự đỉnh đạt nhất định để cho thí sinh nhìn vào mà nói theo. Chúng tôi làm lại tóc cho anh, nhìn cho anh sáng sủa hơn. Chúc mừng anh, anh là ca phẫu thuật thành công của công ty chúng tôi. Đâu có, hai sĩ. Hai sĩ gì? Hớt tóc mà trả tiền chứ. Đâu tự nhiên chui vô, chưa hớt tóc mà chưa trả tiền, tiền đâu mà trả. Công ty chúng tôi còn dịch vụ massage đấm bóp nữa, anh có muốn không? Thôi, khỏi đi, ngồi để mình tính nha. Mình xuống dưới mình ngồi cái. Đợi 200 ha. Đợi 200, okay. Cho làm ăn cái nha. Gấp quá hả? Đang làm cái gì mà tự nhiên chạy ra rồi cái quần đâu? Đang chạy bộ. Đang chạy bộ. Cái bận cái áo vô làm bắp la ăn sáng. Nó đẩy lên. Bây giờ chạy bộ về tới cái chỗ làm bắp la mặc cái quần rồi chạy bộ ra đây. Cháy rồi. Ai để cái lò nó cháy rồi. Nè thôi về mượn cái quần của bạn mình đi. Bếp trưởng nấu gì ạ? Nấu nhiều món lắm, tôi đang làm cho nhà hàng người ta. Ủa, nhà hàng gì? Rồi mình đầu bếp mà. Mình cũng làm dâu chăm họ mà. Người thích thì người ta nói ngon. Người không thích người ta nói dở. Đúng rồi. Mà tức là tức thằng chủ quán. Đúng rồi. Lương thì không trả. Không trả luôn. Làm 24 tiếng một ngày. Ủa? Ăn thì nó cho ăn đồ thừa của người ta không? Mà quán gì thì ghét vậy? Quán gì mà chủ mất dạy vậy?
mới quán nhà hàng mới mở được đó mà chắc cũng sắp sập rồi. Ví dụ không có cơm thì cho mình ăn bún gì cũng được không? Cho húp nước lẩu mà người ta ăn thừa không? Quán bán lẩu hả? Bán lẩu. Ui ba quán nó dẹp chắc. Thì bây giờ bắt người ta húp một củ. Dở quá, trong nguyên cái nồi nó đưa cho mình húp. Thì nói cho mình nó dở mà. Bếp trưởng linh hồn của quán mà đối xử vậy tệ thiệt. Mấy đứa nó hay bị hối á, tôi nói thiệt. Dạ. Anh biết quán nào ba chọn gì không anh? Biết chứ. Và anh sẽ luôn dõi theo và làm như anh không biết gì. Thì tôi không muốn biết cái vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Hay anh đi về đó. Vậy hả? Ừ, vậy hả? Ừ, vậy nghe. Dạ đó. Ừ. Cái gì vậy trời? Võ thuật. Võ thuật. À, bên này là võ cổ truyền hả? Tôi cũng có miếng nghề mà. Ba mời trên này thứ hai, trên này Trấn Thành. Bên này là võ thuật cổ truyền, còn bên đây là boxing. Dạ không, em bên bóc giác anh. Em khiêng hành lý. Giác mà đeo găng tay boxing rồi ông giác đồ sao? Đâu có, tại vì khiêng nhiều nó chai tay. Đeo này vô bảo vệ. Đeo cái này làm sao bóc đồ được? Anh em còn bóc được mà, thấy không? Cái gì vậy? Hay quá. Bóc được mà, em dân vận động mà. Thấy không? Bảo dạ. Anh này em làm đi. Rồi bây giờ là hai bạn lên trên võ đài là mình đấu nhau hay là không? Tôi tới đây để giới thiệu một cái gọi là cái môn mới của tôi. Môn mới là môn gì? Võ. Nè, nhìn nè, chuẩn bị cái tay giật giật nè. Đó, thấy chưa? Môn mới. Giật công. Giật công hả? Giật là công đúng hả? Rồi thôi, mời hai anh về vị trí. Ok, ok, cảm ơn anh. Tạo hình này hơi dướng nha. Và tiếp theo đó chính là danh hài Trấn Thành. À, mới ra xíu anh thấy có sự kiếm chuyện không nhẹ nha. Cái gì vậy? Quét rác. Người ta tránh rồi đó, quét đi. Thì đang quét rác nè. Thấy rác thì quét thôi. Ủa hôm nay hai bạn làm công nhân vệ sinh hả? Chúng tôi là những người làm cho đường phố sạch đẹp, để cho mấy người có cớ để mà xả rác chúng tôi quét nữa. Và quan trọng, chúng tôi sẽ dọn dẹp những gì được cho là không cần thiết và vấy bẩn, cũng giống như là vương vãi trên đường phố, như những thứ như thế này. Tôi là cần thiết nha. Tôi tuy là quét rác nhưng mà chúng tôi là thích nụ cười. Thích nụ cười. Thích vui, bởi vì cuộc sống này phải cần nụ cười. Không quét sạch những cái gì mà coi như là không có được đẹp đẽ, để lại những gì đẹp đẽ cho đời. Bạn này thì thích nụ cười, bạn này thì thích đẹp. Tôi thì thích lẩu với thích bò thôi. Ôi vậy hả? Đó, cũng tính gì những cái quán mở ra lẩu rồi bò rồi ăn uống rồi rác dọn không vệ sinh rồi dục ra đường, chúng tôi là những người quét. Tội nghiệp tụi tôi, ăn cho dữ vô rồi xả. Thì cũng nghe nói bên cơm quê cũng bị cái tình cảnh như vậy. Vậy đó. Không có. Và đó là tôi, là tôi hỗ trợ hết mình. Mà cái dòng mì quảng hay xả rác mấy cái vỏ tôm được. Rồi thôi mời hai bạn về chỗ nha. Ok. Đừng đứng đây nói xấu lẫn nhau.